Thưa quý vị, mùa sầu riêng niên vụ 2021-2022 ở tỉnh Bình Phước đã kết thúc trong niềm vui của không ít nông dân gắn bó với cây trồng này. Điều kiện thời tiết không thuận lợi ngay trong giai đoạn sầu riêng ra bông, đậu trái, làm nhà vườn lo ngại năng suất giảm, trong khi chi phí chăm sóc tăng lên. Tuy nhiên thì trải qua một mùa vụ nhiều khó khăn, cây sầu riêng vẫn được nhiều nhà vườn tin tưởng, đầu tư. Mình nghĩ là cây sầu riêng này nó về mà kinh tế thì nó không đến nỗi như mấy cây khác, nó không có rớt giá mà đến nỗi mà giải cứu. Còn cây sầu riêng thì nào giờ anh thấy chưa có giải cứu sầu riêng. Ở nhà ở đây nào giờ có khi lái nó đụng hàng Trung Quốc không ăn, nhà vẫn bán ra được, tự mình bán ra thị trường cũng được. Cái vườn này thì hồi năm rồi thì tính 1 hecta này thì nó cho trái trước, còn vườn tơ này thì chưa. 1 hecta nó thì cho năng suất nó là tổng diện tích nó là 1 hecta mà cho năng suất là gần 34 tấn. Coi như là 33 tấn mấy đó. Trung bình một cây là trên 200 kg. Tại vì 1 hecta tổng có 150 mấy cây. Đây thì bán kết cái giá nó được 55.000. 55.000 kg mà nó vô nó cắt đó là nó cắt xô luôn từ A tới Z luôn. Với giá bán 55.000 đồng 1 kg, chỉ với 1 hecta sầu riêng Thái năm thứ 7, nhà nông Phan Văn Cường đã có khoản thu trên 1,8 tỷ đồng. Nếu trừ đi các khoản chi phí đầu tư, số lợi nhuận mà cây sầu riêng đem lại cho gia đình ông thật sự hấp dẫn, vượt xa nhiều loại cây trồng khác. Để có khoản thu trên, ông đặc biệt chú ý đầu tư cho vườn sầu riêng của mình rất bài bản, khoa học. Trong đó, khâu phòng bệnh được quan tâm trong suốt cả quá trình sinh trưởng của cây và bắt đầu ngay từ khâu chăm sóc sau thu hoạch. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng để cây sầu riêng đủ sức cho trái ở những mùa vụ sau. Sau thu hoạch, trước mắt là mình phải rửa vườn. Rửa vườn xong rồi mình phải là bón vôi rồi bón lân rồi xịt rửa thân, chuẩn bị như có rầy này kia, mình phải xịt thuốc rầy. Bệnh nó sạch rồi thì cái lá nó mới phát triển, mới dày, mới xanh được. Sau khi thu hoạch, bà con mình ra là cần phải tạo cành, tỉa tán, rồi sau đó là bón phân, cung cấp chất dinh dưỡng để cho cây, tạo cái tiền đề cho cây của mình phát triển. Bộ lá nó tốt thì xanh, dày, đẹp, thì để làm tiền đề tốt cho cái vụ mùa bội thu sắp tới. Theo đánh giá của các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nông nghiệp, do cây sầu riêng đang mang lại lợi nhuận rất cao nên nhiều nhà vườn có xu hướng lạm dụng phân bón, lạm dụng hóa chất làm cây mất cân bằng tự nhiên, ảnh hưởng đến sinh trưởng và dần suy kiệt nếu không được chăm sóc đúng cách sau thu hoạch. Chính vì vậy, để canh tác bền vững, để có những mùa sầu riêng bội thu về giá, nhà nông phải thay đổi từ hôm nay. Đầu tiên là phòng ngừa và tốt nhất là nên phòng chứ đừng là trị, thì nó rất tốn kém, tốn tiền cho bà con mình. Cái thứ hai là bà con mình bón đạm quá nhiều. Bón đạm quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái côn trùng, nó côn trùng và bệnh nó gây hại, nó phát triển hại nhiều trên vườn sầu riêng của mình. Rồi sau đó cái thứ ba nữa là tôi muốn nói với bà con là khi cái bà con mình nó cái làm sai cái phương pháp biện pháp canh tác, là và khi bà con sử dụng một cái loại thuốc đó thấy bà con thấy tốt, cái bà con sử dụng tiếp, thì cái đó là cũng là một cái tạo cái tiền đề cho những cái loại sâu bệnh hại nó kháng thuốc, làm cho bà con của mình quản lý cái bệnh với cái dịch hại nó không được tốt. Sản xuất nông nghiệp nước ta đang dịch chuyển đến mục tiêu tối ưu về chất lượng chứ không vì số lượng, hướng đến canh tác bền vững cả về môi trường, xã hội với chi phí đầu vào hợp lý. Sự thay đổi này đòi hỏi sự tham gia của những nhà quản lý và cả người nông dân để đưa ra quyết định sản xuất như thế nào cho hiệu quả. Sẽ có những băn khoăn, nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay thì mục tiêu canh tác bền vững sẽ chẳng bao giờ đến đích.